Rồi, xin chào các bạn đến với kênh WTCO. Thì bữa nay mình sẽ giới thiệu các bạn phân, hai loại phân. Bữa mình có đi làm cái video rồi, nhưng mà điều các bạn hỏi ấy quá, bữa nay mình sẽ chọn cho bạn coi. Thì ở đây mình có phân DAF nha. Thì phân màu đen thui nè. Nói chung phân này là nó có nhiều hãng, nhiều loại, nhiều màu. Nhưng điều... cái công thức của nó là cũng dẫn gì mình nhớ hình như là 18 đạm 18 đạm 46 lăng và 0 kali. Thì các loại nó không biết mình nói số đúng không đó. Thì hình như mình 18 hay 16 gì đó, mình cái trước mình hình như quên, mình chỉ nhớ mà mãi thôi, là mình là nó 46 lăng và nhưng mình nhớ 0 kali là chắc chắn nha. Còn phân này là nó là dạng mưa, còn phân bón đầu trâu nè, được gọi là, còn nó là nó này là dạng 16 16 8 đó, 16 16 8. Thì mình sẽ dùng 70% phân DAP và 30% phân bón đầu trâu. Mình sẽ qua trồng trên hai thứ này đó, mình sẽ trồng hai thứ này. Bữa hôm mình làm cái video á, mình nói bón phân hô cái tính bằng gam á, thì các bạn không có kêu mình làm tính bằng số bằng lượng đi ha, chỉ bằng gam thì theo mình nói chung cũng phiền phức lắm ạ. Mình cũng dự đoán dự tính mình làm thôi, chứ mình cũng không có ấy. Thì cho nó là 20 gam cho pha cho 10 lít nước á, là 20 gam là nó thuộc khoảng đây đó, cả một nhúm vậy đó, nhúm vậy là 20 gram ha. 20 gram phân cho 10 nước. Thì bạn ấy để mình lấy cái gì mình đông cho mình cái nhúm tay thì mình làm riết mình quen, mình biết bao nhiêu gram. Mà còn các bạn thì cũng có nhiều bạn cũng không ước tính được. Thì nói chung là cái thì các bạn cứ nhắm bỏ theo gì mình không ấy, thì mình bóc lên nắm tay ít gì tí xíu, pha cho 10 lít nước và tưới cho 20 gốc mai, và mỗi gốc mai là một ca này. Các bạn dùng ít phân nó xíu được, bạn đừng nên dùng nhiều phân quá, nhiều phân quá này không tốt. Theo gì bạn dùng ít phân thì bạn bón nhiều lần nhiều mình thì ví dụ thì bữa hôm mình cũng có nói rồi, thì ví dụ là nay là tháng mùng 1 tháng mình ví dụ là mùng 1 tháng 8 đi ha. Mình ví dụ thì phân này là mình bạn bón từ tháng đầu nửa tháng 6 tới tháng 9, thì mình ví dụ nay là mùng 1 tháng 8 đi. Nó là ví dụ thôi bạn, chứ bữa nay phải mùng 1 tháng 8. Bữa nay không phải mùng 1 tháng 8 đâu, mình ví dụ thì mùng 1 tháng 8 bạn bón một nhúm dày pha cho 10 lít nước và tưới cho 20 gốc mai ha. Cái đợt sau các bạn bón 2 muỗng cà phê này cho 2 lít nước đó, 2 bằng phun lên trên lá. Thì bằng này phun lá nè, cái này là nó có 15 đạm và 30 lăng và 15 kali nè. Thì là cái lần cuối cùng nữa là bạn bón phân hữu cơ. Thì là vào ngày mùng 10 nha bạn. Bữa hôm mình nói đây là bón vào ngày mùng 1 nha, 1 tháng 8, ở này là mùng 10 tháng 8. Mùng 8 bạn sẽ phun cái này cho 2 muỗng cà phê, 2 lít nước phun trên lá. Còn này cái này tôi là tưới dưới gốc nha bạn. Rồi lần thứ sau là khoảng 30 tháng 8 thì là cuối tháng đó. Thì các bạn sẽ dùng phân bón đầu cho phân bón hữu cơ này. Bạn tưới dưới gốc. Phân bón hữu cơ này thì nó hàm lượng nó cũng bạn cũng tính y như cái vụ này thôi. Thì cũng y vậy, một nhóm ta là khoảng cỡ 20 gram pha cho 10 lít nước đó. Thì các bạn cũng dùng phân này. Thì mình dùng ít phân tí xíu chắc cú, chứ mình đừng có dùng theo nhiều phân quá, nó sẽ mai nó ăn cũng hết đó không thọ. Cái phân hữu cơ là các bạn chủ yếu là cho nó sản sinh những vi sinh có lợi để cho nó tiếp thụ hết những cái loại NPK phân vô cơ này nha. Đó, hữu cơ là chủ yếu là để chủ yếu là được như đó thôi. Chủ yếu là cho nó tiếp hết phân hữu cơ. Này, mình lại bạn thấy cái mai mình nè, đó thì bữa nay mình quay ban ngày. Thì lá rồi rất xum rất tốt. Đó. Thì bạn thấy nè, thì nay là tháng hai mấy bảy là mình lá văng còn non, thì vườn mai mình ở đây thì ban ngày đó, thì lá thì cũng hơi đã ố vàng, có những lá đốm vàng rồi, nhưng điều mình phải giữ cái bộ lá cho nó tới Tết. Chỉ nếu bạn để khô nước hoặc là cái gì là bộ lá các bạn nó sẽ đai hết nha. Nè, nếu bạn chăm lóc sẽ sốc tốt đồng bằng là lá mai các bạn nó sẽ bự vậy nè, đó nó bự và xanh dày vậy đó, thấy không bự xanh dày. Thì bạn sẽ giữ bộ lá này cho tới Tết, ra cố gắng giữ bộ lá cho tới Tết nha bạn, để nếu nó vàng lá thì bị ấy. Thôi thì video bữa nay mình làm tới đây thôi, 5 phút mình ngồi qua đây ban ngày, ở đây ban đêm không có mũi các bạn. Bữa nay mình làm video ban ngày mũi nhiều quá,
thì mình chỉ nói như sơ sơ như đó thì các bạn cũng mấy. Còn nếu các bạn không có mua được phân DAP hoặc mua được phân bón đầu trâu đó thì các bạn mua phân này nha. Đây đó, phân NPK Thái cũng được thôi. Mình NPK Thái cũng bằng trọng theo cái bây giờ bạn trọng 70% này 30% phân đầu trâu. Thì cái này các bạn sẽ cũng trồng như vậy. 70 và bạn sẽ chọn 80% này và 20% này. Đó. Thì bạn cũng phân bón y vậy thôi, bạn cũng bón kiểu đó thôi. Hay hoặc là 90% phân DAP, 10% nên được, tại phân nào bị ca thái này bón số lượng ít quá, không bón được nhiều được đâu. Đó nên bạn sẽ là dùng vậy thôi. Rồi thôi video mình làm tới đây thôi. Hôm nay mình vô mũi cắn quá mình chịu nổi, mình vô sẽ vô. Xin nói chào bạn, hẹn gặp lại bạn trong video sau nha. Bên đây mũi ngồi để mũi cắn quá, hứa mình chịu nổi. Xin chào bạn.